Em vừa mới giao lưu phát đấy. À thế à? Với Sam kia. Để anh em gọi là anh Trường Tây Bình. Vừa nãy em cứ vào giúp tận chỗ kia để nghế cái vọng cách này này. Mình lấy vọng cách của bác. Không, anh lấy cái dành. Ờ hay đấy. Anh gửi bác. Vừa nãy mình giúp tận bãi cỏ để nhìn cây này. Mẹ thích có một cây vọng cách. Về thi thoảng ăn tí lá chơi. Con đấy cỏ nó đẹp. Đấy. Chơi trong nhà của anh. Giúp dành dành nó có cái hay là chơi trong nhà. À. Mà mới phát hiện gần đây chứ không phải có quả. Trường. Đấy. Cái này mai ông học. Ông học mai. Đấy. Có con xanh nhỏ xinh. Đấy, kính trường này. Đấy. Xanh à? Xanh mà nhìn như si ấy nhỉ? Anh giờ toàn bộ em lấy Nam Điền hết nhưng mà nó không phải người. Nó là hạt. Hạt gì? Hạt thì bao giờ chả lấy cây Nam Điền ra nhìn hạt. Đường cò. Nhìn bệ nó hạt. Chơi như con này. Hàng bỏ túi. Hàng sách tay. Không nhưng mà phải hoàn thiện. Đấy, con này hoàn thiện rồi. Hoàn thiện, đấy mới là vấn đề. Đúng rồi, hoàn thiện mà hoàn thiện mà bé, hoàn thiện mà bé mới kỹ. Con này bao tiền? Cắt giặt hết chứ không này cô làm gì đâu. Con này lấy 5 lít đi. Đấy, làm sao lấy bằng con này. Con này bán lỗ nhưng con đấy không bán lỗ được. Con này cũng phải lan điền đúng không? Không phải hạt lan điền anh hạt. Khi em gieo nó bao giờ em chả lấy hạt ra gieo. Chơi này xách tay đi đâu cũng được. Con này thì bỏ túi. Cây đỏ không bằng cái cây cây kia của em đẹp. Xanh hạt. Xanh hạt. Vâng, xanh hạt hết đấy nhưng lá đẹp. Lá đẹp lắm. Toàn đó là con của Lam Điền. Hạt thì kiểu gì cũng lấy Lam Điền nhưng con này nó có những cái đường rất bé bé. Có 5 lít. Không phải cây nào cũng làm được. Đấy em vừa trả 5 lít rồi thì... Bảo lấy 2 cây, con này lấy rồi. Bảo con này 5 lít nữa. 6 lít lấy nãy 1 cây. Tuyển tiếp vào đây cũng có một số cây con nét đấy. Một đôi chậu giống nhau luôn. Để chờ ra vào 3 cây. Đấy. Lần sau cứ đổ tập trung vào đây mà chiến thôi. Ra kia. Đâu xí ra cái này. Cái đỏ này. Ở đây xí này. Xí này linh tinh lắm. Xanh xí phải đa đề, có đa đề chưa? Đằng kia có con đề mini này. Có con này vô dung đấy. Đây này, con này này. Ôi con kia, con xanh kia bệ trông hay nhỉ. Đấy bệ kìa. Xanh như con này đấy. Con này xanh đây đây. Đấy. À, con này sinh quê nhỉ? Tăng chân cái gì nữa thì 3 cây là cứ chơi ra vào vô cùng cứ bệ nhỉ? Bệ mini mà bệ được như thế là ngon. Ít mini mà bệ tầm một chút. Đấy về làm lại cổ. Đúng rồi, đây, con lên lá đẹp, con lên lá sẽ rất đẹp. Đỏ, cổ to quá. Xem bắt đầu đang to được mình trồng ở đất thôi đó. Càng bé càng thích chứ. Mình chơi để cho nó ra thôi. Bé mình mà đầy đủ, thôi. Bé mà đầy đủ cái gì? Con này nhỏ mà đầy đủ hết mà cả lét gì luôn. Vừa đẳng dạng luôn đấy. Đấy. Để mặt đằng đấy. Không miêu bài phải đỏ phá nó đằng này. Về có hòn đá bé tí cái đấy. Liền xẹo như người nhớn này. Đơn vàng rồi đấy. Trong đi tốt. Này là dây thì xong lâu rồi. Thì để chơi cho danh sách cái gửi. Chủ yếu là nhà chật quá, cứ để ban công cho nó. Trung dâu đầu bạc. Ta quay ra cây của anh Trung dâu đầu bạc. Đây cháu cây về chơi chú. Xanh Lam Điền đây. Đấy. Đây
là mỏng. Vít là lấy. Bỏ tay anh luôn. Bỏ cái xanh già như này mua đâu được lít. Lít à? Lâu lắm mới thấy cây bán từng cái lít này. Tùng. Ê mấy cỏ. Xanh lắm đi anh ơi, là xanh lắm. Cắt cái này, phát cho này tham khổ. Đấy. Đẹp đấy. Lò thì vốn giả. Và trong đồ cũ đây nhiều lò cũ. Cho vào để chơi này. Lò ngọc mai, làm đá sâu đấy. Lò mai nó sức khỏe như là chơi thoải mái. Đại nghệ nhân. Nhà có cái chân châu gốc đẹp lắm. Nhưng mà chưa hoàn thiện thôi. Đúng là chụp ảnh em xem đấy nhé. Có Zalo rồi đấy, có lần nhắn tin cho anh ấy. Một bàn hàng may là phải cạo cái râu quai lón đi. Thương hiệu đấy. Râu có thương hiệu. Này hay thế mà không ai hỏi nhỉ. Đẹp đấy. Đã điếc, đầy đủ. Con này là khoán bao nhiêu tiền anh? Đây à? Vâng. Này khoảng tầm 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Ông này là... Còn ông này? Ông này 3 triệu. 3 triệu. Ông này thì nhiều hơn đúng không? Đấy, để quay một loạt. Anh em nào mà ấy thì cứ thế mà gọi thôi. Xu hướng mới là chơi như thế này này. Bonsai. Siêu lồn. Siêu làng. Đấy. Này này. Đây, con này vừa bán rẻ mà bác kia bác không biết. Năm tiền đấy, chậu thì chậu này có vẻ là chậu cái chất châu. Đây, ôm đá cũng có thời gian rồi, cũng có hơn một vài năm rồi. Đây. 4 triệu. Đấy. Phương tán là đầy đủ rồi. Đấy, triển. Triển nó đẹp hơn luôn. Đấy. Hay chưa? Thông Ngọc Mai này, trên một mỏ núi. Thông Ngọc Mai. Sorry bonsai. Đấy, dễ nó buông nó kinh trắng. Dễ nó buông trắng. Phiên thiếu, phiên chợ thiếu. Phiên chợ thiếu. Quá wow, hết vẫn nhiều. Ra kia xem cái dù to vật. Cho thêm vào các thầy hôm nay mày đi chụp ảnh này. Vâng. Chị cho em bên kia. Đây đẹp rồi chụp. Cái dù này của mình của anh. Ghê quá nhỉ. Hành tráng ấy, chưa thấy cái dù to này cả. Cái này bao tiền ạ? 10 triệu. Đấy, nhà ông nào to nhỉ, chơi cái này. Thầy ơi, thầy
to như cái mít. Đấy. Và hàng. Hàng to này nó không phải sở trường của mình. Đấy đâu anh Tuấn ơi. Trở về cũng không trở được. Vất lắm. Đấy, có cái cáng như này này. Có cái cáng như này. La Hán quay xung quanh như du. Phụ du. Thank you.